Rồi anh Phi chào các bạn. Cái công trình trang trí Tết của anh Phi với chị Thư thì hôm nay cũng đã gần xong rồi. Trưa nay thì anh Phi chỉ làm ở phía ngoài thêm một chút xíu nữa, với lại đi thêm đèn. Thì rảnh ngày nào thì chúng ta sẽ làm thêm đèn ngày đó. Còn bây giờ thì cũng tạm ổn rồi các bạn. Cho nên là anh Phi sẽ tập trung để làm phần hàng. Nhưng mà hôm nay thì cũng không có vô hàng nhiều được, bởi vì chị Thư cũng mới đi nhà cung cấp để quan sát hàng đồ chơi ngày Tết thôi. Anh Phi thấy trên TikTok rồi trên tất cả các phương tiện mạng hiện nay, mà đa phần là TikTok, hình như bây giờ người ta về TikTok người ta bán hàng nhiều lắm các bạn ơi. Nhưng mà anh Phi thì chưa bán hàng ở trên đó được, bởi vì kênh TikTok của anh Phi chưa đủ 1.000 follow, cho nên là nó không có cho anh Phi insert cái link sản phẩm vào đó. Mặc dù là anh Phi cũng có cái shop trên TikTok rồi, nhưng mà không có thể nào insert trực tiếp các sản phẩm vào đó được. Hoặc là do anh Phi cùi quá, anh Phi chưa có biết cái cách để đưa các cái sản phẩm vào trong cái clip TikTok của mình. Cho nên thôi, cái đó anh Phi sẽ nghiên cứu sau đi nha. Thì trước mắt thì anh Phi sẽ cung cấp những cái hình ảnh, những cái thông tin sản phẩm về cơ bản là qua trang yêudochoichem.com. Hoặc là các bạn lên YouTube, các bạn gõ đồ chơi Abo, nó cũng sẽ ra cái kênh Abo ở trên đó. Hoặc là các bạn có thể liên lạc trực tiếp với anh Phi qua Zalo điện thoại hai số này. Còn một số nữa nhưng mà do không đủ chỗ ghi cho nên anh Phi không có ghi. Hoặc là các bạn có thể tới trực tiếp là 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để mua trực tiếp nha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ đóng đơn để gửi đi tỉnh đây. Cái con xe điều khiển từ xa này thì anh Phi sẽ gửi về đường Liên Thôn, xã Rư Ê Bơ, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hy vọng là anh Phi sẽ đọc đúng cái địa danh của khu vực này. Bởi vì ngay cả những người mà làm YouTube chuyên nghiệp khi mà đọc địa danh họ cũng sợ sai các bạn. Bởi vì chúng ta phiên âm theo cách của chúng ta, còn người bản địa họ đọc theo cách của bản địa ha. Giống như cái câu chuyện mà anh Phi thấy ở trên các cái sách của Việt Nam mình á, giờ hay phiên âm lại những cái địa danh quốc tế á. Chẳng hạn như là Australia thì theo anh Phi nên viết nguyên cái từ của tiếng quốc tế nó như vậy. Là khi đi ra trường quốc tế á, khi đi ra ngoài quốc tế các bạn đọc gặp cái từ đó, các bạn biết cái đó là Australia. Còn khi mà phiên âm lại với tiếng Việt đó là gọi là ốp sờ trây rồi ly gì đó. Cho nên là khi các ngoài bạn mà ra mà gặp mặt chữ Australia chúng ta sẽ không nhận biết được nó đâu. Rồi bây giờ thì anh Phi không nói nhiều nữa, anh Phi sẽ quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Nó 1, 2, 3, 4 món ha. Nhưng mà anh Phi sẽ làm vô trước đi nha, tại chiếc xe điều khiển từ xa nó cần nhiều cái thời gian làm lắm các bạn, nó cần nhiều thời gian làm lắm. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ làm mấy cái vô này. Mà thú thật với các bạn, các cái con vô này cũng không có gì để làm đâu. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng anh Phi test hàng thì anh Phi phát hiện là cái dòng vô kendo này nè, những cái con song đấu dành cho các bạn mới chơi nè, 1A nhựa nhảy dây và vô kendo thì nó không có cái gì lỗi hết các bạn. Hồi xưa giờ anh test những cái con này chưa đụng lỗi bao giờ luôn á. Nhưng với niềm tin này thì anh Phi không test cũng được, không có vấn đề. Với cái gọi là uy tín này thì anh Phi không test cũng được ha. Sau bao nhiêu năm test rồi thì anh Phi biết đó là nó không có lỗi lầm gì hết, cho nên đó là có khả năng anh Phi sẽ không test. Nhưng thôi thì đây là một cái clip nói chuyện với các bạn từ mùa Tết rồi, chúng ta chia sẻ với nhau về những cái thông tin về giao nhận ha. Tháo ra nó đẹp không các bạn, hồi nãy nó không có lớp nhựa bọc để bảo vệ bụi nha. Anh Phi không có cái phòng riêng để làm một cái phòng TikTok hay là phòng quay phim, nhưng mà anh Phi có khu vực làm hàng của anh Phi ở chỗ này để anh Phi làm cho các bạn xem. Rất là đơn giản. Hui ra rồi chúng ta sẽ test chức năng nha. Thường là anh Phi sẽ test chức năng, bởi vì test toàn bộ sản phẩm thì chúng ta chỉ có cách đối đem vô phòng thí nghiệm để test thôi. Còn ở đây anh Phi chỉ test chức năng nha. Có những bạn mua hàng các bạn đòi phải nguyên siêu. Nguyên siêu là đối với hàng điện tử rồi các bạn, đối với những cái nhóm hàng mà gọi là giá trị cao kìa. Khi mà cái KCS của họ là cực đỉnh cung phu á. Chứ đối với những cái nhóm hàng nói Âu Đì là hàng bình dân thì không phải, nhưng mà nói về hàng cao cấp thì cũng không phải luôn. Nó chỉ là trung cao thôi nha các bạn nha. Còn những cái nhóm hàng đồ chơi cao cấp nữa, nhưng mà thông thường á, đối với đồ chơi trẻ em thì Âu Đì là cao cấp rồi nha. Âu Đì là cao cấp rồi. Đây là chức năng vô quân đồ này các bạn nha. Đồ chơi nó có rất là nhiều thứ gọi là đồ chơi nha các bạn nhé. Đồ chơi trẻ em, bởi vậy nó mới gọi là đồ chơi trẻ em. Rồi nó còn đồ chơi hobby. Hobby là những cái mô hình
dành cho người lớn, hoặc là những cái đồ chơi theo xe, những cái đồ chơi theo tàu, những cái đồ chơi xe máy, những cái đồ chơi là game, những ôi nó có rất là nhiều thứ nó gọi là đồ chơi nha. Chẳng hạn như những người chơi game thì đồ chơi của họ là những cái gear á các bạn. Đây là chế độ vô quanh đô, anh Phi test xong rồi ha. Giờ anh Phi sẽ test qua chế độ vô vô. Gear là gì? Anh Phi không biết, anh Phi không rành tiếng Anh, nhưng mà anh Phi biết nó là chuột nè, bàn phím nè, lót chuột nè, tai nghe nè, và các cái thiết bị khác. Thì không biết có phải gọi là gear hay không ha. Mà thường anh Phi hay thấy những cái tiệm mà bán đồ chơi phụ kiện cho game, người ta gọi là gaming gear. Các câu chuyện nó vậy đó. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ test cái con Yoyo của chúng ta ha. Quấn dây và quăng ra, khi mà nó thu dây lên ok, cái là anh Phi sẽ chuyển qua con số 2 ha. Rồi sau đó anh Phi sẽ chuyển qua con thần hổ, thần rồng đại dương 676-2001. Rồi quay cả nha. Ok con dê nè. Rồi xong. Rất là nhanh gọn lẹ. Nếu mà cái này mà anh Phi làm cơ bản mà không phải nói gì hết thì anh Phi sẽ làm rất là nhanh nha các bạn. Nhưng mà vừa làm vừa nói, vừa kiếm chuyện để nói với các bạn, tìm chuyện để nói với các bạn. Từ kiếm chuyện nó sẽ dùng không hay lắm. Kiếm chuyện là dùng cho những người mà hay giống như ở miền Tây chúng ta nhỉ? Miền Bắc, miền Trung thì anh Phi không biết. Mỗi lần mà ai mà cái kiểu mà hay bắt lỗi hay gì đó là người ta gọi là kiếm chuyện. Đang kiếm chuyện đó. Giống như là đang tìm một cái chuyện nào đó để nói, hoặc tìm chuyện nào đó để bắt lỗi vậy đó. Cho nên nó gọi là kiếm chuyện ha. Cái từ đó, cái ý của nó thực sự ta không có xấu, nhưng mà thường người ta dùng vào những cái hoàn cảnh nó không được đẹp, cho nên từ từ nó thành xấu. Rồi xong con này ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ tiếp tục tới con này. Các bạn cũng sắp sửa tới Tết rồi thì qua các cái clip này anh Phi cũng tâm sự với các bạn luôn. Hàng gửi đi tỉnh và hàng gửi đi thành phố Hồ Chí Minh theo cái gói mà bưu phẩm thì thông thường nha, anh Phi chỉ có thể hẹn các bạn từ 2 cho tới 5 ngày thôi. Anh Phi không thể hẹn nhanh hơn được, bởi vì cái đó cũng là cái cam kết của các hãng giao nhận. Các hãng giao nhận họ làm theo một cái cam kết rất là rõ ràng, bởi vì ngoài cái chuyện giao nhận cho các bạn, họ còn có cái những cái khó khăn nhất định của họ về mặt kho bãi, về mặt nhân sự, về nhiều thứ lắm. Cho nên đó là họ sẽ không có hẹn các bạn chính xác là ngày nào giao, trừ những cái đơn hỏa tốc trong ngày hoặc là trong một cái khoảng thời gian nào đó thì các hãng giao nhận họ sẽ cam kết với các bạn. Nhưng mà bù lại á thì những cái hỏa tốc đó không phải ở đâu cũng có nha các bạn nhé. Ở đâu cũng có, không phải ở đâu cũng có các cái dịch vụ hỏa tốc. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh, mua thành phố Hồ Chí Minh thì có khả năng có, hoặc là nếu các bạn ở Đắk Lắk thì mua ở Đắk Lắk thì có khả năng có. Còn bây giờ thì anh Phi tiếp tục ha. Gói bưu phẩm thì từ 2 cho tới 5 ngày, cho nên các bạn đừng có chờ tới gần Tết rồi các bạn mới nhảy lên, là lúc đó là không kịp nha. Lúc đó là không kịp. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà 27-28 các bạn nhào lên, các bạn mua hàng, các bạn đòi giao gấp thì cũng là 2 tới 5 ngày, nhưng mà thường thì sẽ giao nhanh hơn. Nhưng mà bù lại nó có những cái khó khăn nhất định các bạn. Giống như hôm trước có một bạn ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, ở sát bên anh Phi chứ đâu, bạn mua một cái bộ dây, anh Phi giao qua giao nhận Ninja Vân, cho tới nay bạn chưa nhận được nữa đó. Nhưng mà chưa nhận được này là do lỗi của nhà vận chuyển hay lỗi của bạn thì anh Phi không biết. Nhưng mà anh Phi thấy ghi chú như sau: một là số điện thoại không chính xác, hai là người mua muốn hủy, nó có cái câu chuyện đó như vậy. Nhưng mà số điện thoại anh Phi cung cấp cho bên shipper đó, cho bên giao nhận đó, là anh Phi đã kiểm tra lại rồi, số đó chính là số bạn đăng ký ở trên trang web, bạn mua hàng qua trang web và bạn đăng ký cái số đó qua trang web. Và anh Phi cũng đã kiểm tra số đó lại từ các cái tài khoản Zalo hay là một số thứ rồi thì vẫn là chính xác nha các bạn. Cho nên có khả năng là shipper họ chính xác, tại vì có nhiều khi shipper họ cũng làm trận làm thượng lắm. Thì trường hợp này có rồi các bạn, đợt trước giao hai con Yoyo đi Đồng Nai, shipper báo là khách muốn hủy đơn hàng, anh Phi gọi lại cho khách, cho bé thì bé nói là không có, em vẫn đang chờ nhận hàng mà. Rồi sau đó anh Phi lấy cái thông tin của bên hãng giao nhận và cái có lại là cái chành giao nhận á, gọi là ta bưu cục, đúng rồi, nó gọi là bưu cục giao nhận ở khu vực đó đó, thì nó ở cách xã nha các bạn, nó không ở trong cái xã đó mà ở xã kế bên. Thì anh Phi lấy cái số của trưởng bưu cục, rồi sau đó anh Phi gửi cho bạn cái mã vận đơn
là bạn ra tới nơi bạn nhận được đó. Nhưng mà cũng tùy nha, bên bưu điện thì họ không cho các bạn làm chuyện đó. Rồi bây giờ thì em phải test tiếp cái con này. Bưu điện họ không cho các bạn làm chuyện đó nha các bạn. Bưu điện là các bạn sẽ phải, anh Phi không biết nhưng mà về cơ bản hiện nay á, ngay cả vấn đề gửi hàng cũng vậy, khi anh Phi đăng ký gửi qua bưu điện là bưu điện tới lấy, anh Phi mang ra bưu cục không nhận nha. Lạ vậy đó, anh Phi mang ra tới bưu cục luôn, anh Phi gửi vô họ không nhận, họ nói anh đem về đi, bưu tá sẽ tới lấy. Rồi khách của anh Phi ở Tây Ninh chẳng hạn, là họ liên lạc với bưu tá, họ kêu để ở bưu cục thì họ tới lấy, thì bên bưu cục không chịu luôn, họ ra tới nơi rồi bưu cục cũng không phát luôn, phải chờ về nhà rồi bưu tá tới phát. Cái đó là bên bưu điện. Còn bên giao hàng nhanh thì anh không biết, nhưng mà Ninja Vân, Zinti là hình như họ có cho nhận tại bưu cục, nhưng mà với điều kiện là các bạn phải gọi điện, các bạn phải báo cho họ. Nhưng mà trưởng bưu cục ở từng chỗ anh Phi không biết nha. Trừ những cái đơn khó khăn, anh Phi chủ động, anh Phi liên lạc với tổng đài của Ninja Vân hoặc là Zinti, họ mới cho anh Phi cái số đó, rồi anh Phi cho lại các bạn số đó. Nhưng mà cái cách làm đó thì rất là mất thời gian, cho nên anh Phi sẽ không chọn theo hướng đó, mà anh Phi sẽ chọn theo hướng là đơn giản, hàng gửi đi thì các bạn cứ chờ điện thoại, rồi shipper họ sẽ chủ động liên lạc, rồi các bạn hẹn họ lúc nào, ngày nào, giờ nào. Tại cũng không phải là họ gọi các bạn một lần, họ giao một lần không được rồi thôi đâu các bạn. Theo cam kết thì họ sẽ gọi các bạn, họ sẽ giao cho các bạn 3 lần nha. Họ giao cho các bạn 3 lần. Đó, thì nếu thấy cuộc gọi nhỡ thì các bạn cứ chủ động gọi lại cho họ để hẹn họ. Nhưng mà cái việc gọi lại cho shipper đôi khi nó gặp những cái khó khăn. Nhiều khi họ rất là nhiều hàng và họ rất là nhiều cái số điện thoại liên lạc. Cho nên khi á, nhiều khi họ đi đường á, họ không có nghe máy đâu nha. Cho nên nhiều khi các bạn gọi họ là họ báo thuê bao. Nhưng mà trong những cái tình huống đó thì các bạn tranh thủ canh cái khoảng thời gian, thường là họ sẽ nghỉ trưa khoảng tầm 12 giờ hoặc 11 mấy, họ nghỉ trưa họ ăn uống thì các bạn gọi nó sẽ hợp lý hơn. Hoặc là các bạn nhắn tin cho họ ha. Các bạn nhắn tin cho họ: à anh ơi, em có cái một đơn hàng vậy 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 đó, anh có phải shipper không chẳng hạn vậy. Tại vì trong các cái cuộc gọi nhỡ thì nhiều khi cũng không phải shipper các bạn. Cho nên đó là các bạn nên nhắn lại ha. Nhưng mà các bạn ở tỉnh thì thường chắc cũng ít cuộc gọi đâu ha. Anh Phi cứ tưởng tượng chuyện của anh Phi mà anh Phi ghép cho các bạn thì không đúng. Điện thoại của anh Phi hàng ngày thì rất là nhiều. Cho nên thú thật với các bạn, cuộc gọi nhỡ của các bạn đôi khi anh Phi nhìn vô anh Phi không biết là ai đâu. Cho nên thường nếu được thì các bạn nhắn Zalo hoặc là nhắn điện thoại cho anh Phi, nhắn tin á, SMS á, để anh Phi biết á là như thế nào. Và khi các bạn nhắn Zalo á thì cố gắng các bạn nhắn thêm cái số điện thoại nữa. Bởi vì sao biết không, trên Zalo nó không có hiện điện thoại, mà các bạn nhắn cho anh Phi á, em có mua hàng gì đó mà nhắn qua Zalo, anh Phi không biết các bạn là ai đâu. Bởi vì các bạn phải nhắn thêm cái số điện thoại nữa, số điện thoại em dùng để mua hàng là gì, để anh Phi lấy cái số điện thoại đó anh Phi tra vô cái tài khoản mua hàng của các bạn trong phần mềm thì anh Phi mới biết được ha. Còn nếu không mình chịu thua nha. Giống như một bạn trên Zalo nhắn ở Shopee chẳng hạn, mua hàng xong nhắn cho anh Phi anh ơi em có mua trên Shopee vậy, chịu thua nha các bạn. Các bạn nhắn thêm cho anh Phi số điện thoại, anh Phi cóp cái đó anh Phi quăng vô phần mềm, anh Phi tra ra là biết các bạn đơn nào liền ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tới đây thì anh Phi chỉ còn đóng hàng nữa là xong. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.